Review bật lửa hồng ngoại giá 20k mua trên Lazada. Món này rất là hay ho các bạn nhé. Không cần nạp ga bơm xăng thay đá đánh lửa. Bật lửa này dùng nguồn điện 5V 1A như trên smartphone. Thời gian sạc đầy pin là 40 phút. Chúng ta có 4 nấc để báo mức pin 100%. Thiết kế gọn gàng kích thước nhỉnh hơn một chút so với bật lửa truyền thống. Cơ chế hoạt động của bật lửa này thì giống với bếp hồng ngoại này. Điểm năng sẽ đốt lưới hồng ngoại sinh ra nhiệt. Cách sử dụng bạn chỉ cần bật nắp, bấm phím nguồn giảm cảm ứng để mà sai. Mình có test thì bật lửa đốt cháy giấy nhang thuốc lá rất nhanh một lần sạc đốt được khoảng hai bao thuốc lá tích hợp cho việc mang đi xa du lịch dã ngoại hay là sử dụng trong gia đình lưu ý lưới hồng ngoại có tuổi thọ nhất định muốn xài được lâu thì các bạn phải bỏ tiền ra mua cái loại là 100 đến 200 ngàn đồng còn cái loại giá rẻ như mình thì tuổi thọ kém hơn nhiều link mua phía dưới mô tả các bạn nha